Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thế giới 7 ngày phát sóng trực tiếp trên kênh VTC14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng dõi lại những thông tin nổi bật của quốc tế trong tuần vừa qua. Ngày 21 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra một tuyên bố chính thức về vụ rơi máy bay Malaysia ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine diễn ra vào hôm 17 tháng 7. Theo đó, Moscow cam kết sẽ làm hết sức để cuộc xung đột ở Ukraine được giải quyết thông qua đàm phán. Theo người đứng đầu Điện Kremlin, sự việc trên sẽ không xảy ra nếu lệnh ngừng bắn tại miền đông được kéo dài sau ngày 28 tháng 6. Tổng thống Nga cũng lưu ý rằng không ai có quyền sử dụng các bi kịch để đạt được mục đích chính trị. Cùng ngày, lực lượng đòi ly khai ở Ukraine đã trao cho giới chức Malaysia hai chiếc hộp đen của chiếc máy bay xấu số mà họ tìm được, đồng thời tuyên bố sẽ ngừng bắn trong bán kính 40 km quanh hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Phía Malaysia cũng đã xác nhận hai chiếc hộp đen vẫn đang trong tình trạng tốt. Ngày 22 tháng 7, hai đoàn tàu chở khách đã đâm nhau ở Hàn Quốc khiến một người thiệt mạng và 80 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra khi một tàu khách và một tàu du lịch đâm nhau ở Tibet, một khu du lịch cách đông nam Seoul khoảng 200 km, làm ít nhất một người chết và 83 người khác bị thương. Cùng ngày, ít nhất 6 người, trong đó có 5 trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ va chạm giữa một xe buýt cỡ nhỏ và một xe tải ở gần thành phố Troyes, phía đông nam của thủ đô Paris, nước Pháp. Vụ việc xảy ra khi chiếc xe buýt cỡ nhỏ chở theo các em có độ tuổi từ 13 đến 14, cùng hai người lớn đã bất ngờ va chạm với một xe tải đang lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ việc khiến cho 5 em trên xe buýt cùng một trong hai người lớn đi theo trên xe này chết ngay tại chỗ. Hai em khác và người lớn còn lại được báo cáo là bị thương nghiêm trọng, cũng đã được các nhân viên y tế đưa đến bệnh viện địa phương gần đó để cấp cứu. Ngày 23 tháng 7, một chiếc máy bay của hãng hàng không TransAsia Airways đã bị rơi khi đang hạ cánh khẩn cấp ở Đài Loan, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19 giờ giờ địa phương tại sân bay Magong ở huyện đảo Bành Hồ, Đài Loan. Chuyến bay mang số hiệu GE222 của hãng TransAsia Airways cất cánh lúc 17 giờ giờ địa phương tại Cao Hùng và dự kiến sẽ tới Magong sau 35 phút. Cùng ngày, những thi thể nạn nhân người Hà Lan đầu tiên đã được đưa về nước sau sự cố khủng khiếp xảy ra với chuyến bay MH17. Trong ngày này, tất cả những lá cờ trên đất nước Hà Lan được treo rủ để tưởng nhớ đến 298 người đã thiệt mạng. Tại Amsterdam, hàng nghìn người đã tụ tập bên ngoài cung điện hoàng gia ở quảng trường Dam để bày tỏ niềm tiếc thương đến những nạn nhân vô tội. Ngày 24 tháng 7, thêm một tin chẳng lành đối với ngành hàng không thế giới. Hãng hàng không Algeria cho biết máy bay mang số hiệu AH-5017 đã mất liên lạc với trung tâm không lưu sau khi cất cánh từ Ouagadougou, Burkina Faso vào lúc 1 giờ 17 phút giờ địa phương và dự kiến hạ cánh xuống Alger lúc 5 giờ 10. Máy bay đã bị mất liên lạc sau khi cất cánh được 50 phút. Thông tin từ hãng hàng không Air Algeria cho biết, máy bay dường như đã đi qua Mali, nơi quân nổi dậy Hồi giáo nắm quyền kiểm soát từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2012. Cũng trong ngày này, một vụ tai nạn xảy ra tại một đoạn rào cắt không có người canh gác gần làng Masaipet, huyện Medak vào lúc 9 giờ 10 phút sáng giờ địa phương, khi một chiếc xe buýt chở học sinh Ấn Độ bị tàu hỏa đâm và ủi đi hàng trăm mét. 25 học sinh và tài xế đã tử vong ngay lập tức. Trên xe có 40 học sinh đến từ hai làng Islampur và Zakiapali. Các em đang trên đường tới trường. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 25 tháng 7 đã kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo tại giải Gaza để sơ tán những người bị thương nặng và cung cấp thuốc men vào vùng chiến sự. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh số người Palestine thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel đã lên đến 800 người. Ngày 26 tháng 7, các quan chức Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn nhân đạo tạm thời kéo dài 12 giờ tại Gaza. Theo đó, lệnh ngừng bắn này sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 20 giờ giờ địa phương ngày 26 tháng 7. Trước đó, ngày 25 tháng 7, nội các an ninh của Thủ tướng Netanyahu đã từ chối một lệnh ngừng bắn dài hơn tại giải Gaza do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đề xuất. Thưa quý vị và các bạn,
gần 300 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay MH17 bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine. Các hãng hàng không tạm thời ngừng các chuyến bay đến sân bay lớn nhất của Israel sau các vụ tấn công bằng rocket. Một máy bay dân dụng gặp tai nạn trong khi tránh bão và gần đây nhất, một máy bay khác của Algeria bị rơi khiến toàn bộ 116 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Có thể nói, ngành hàng không thế giới đang trải qua thời kỳ khó khăn tồi tệ nhất từ trước tới nay, khi một chuỗi thảm họa bao trùm lên cả 3 châu lục, khiến cho tổng số người chết do tai nạn máy bay lên tới gần 700 người, trong khi năm 2014 mới đi được nửa chặng đường. Phải chăng sự an toàn của ngành hàng không đang sụt giảm nghiêm trọng? Liệu giữa các vụ tai nạn có mối liên hệ nào hay không? Các câu hỏi này cũng chính là nội dung mà chương trình Thế giới 7 ngày ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi với nhà báo, chuyên gia bình luận quốc tế Nguyễn Đại Phượng. Trước tiên, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình. Trước khi đến với phần trao đổi, xin mời quý vị và các bạn theo dõi một phóng sự sau đây của chúng tôi. Ngày 24 tháng 7, chính quyền Pháp và Burkina Faso xác nhận xác máy bay hãng Air Algérie chở 116 người đã được phát hiện tại Mali. Tướng Gilbert Diendéry, người của đơn vị xử lý khủng hoảng thuộc quân đội Burkina Faso cho biết, các điều tra viên đã kiểm tra xác máy bay gần làng Boulikasi, Mali, cách biên giới Mali-Burkina Faso 50 km về phía bắc và không có ai sống sót. Chiếc máy bay MD-83 mang số hiệu AH-5017 của hãng Swissair do Air Algérie thuê và vận hành ngày 24 tháng 7 đã bị mất tích sau khoảng 50 phút cất cánh từ thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso để đến thủ đô Alger của Algérie. Trước đó một ngày, một máy bay của hãng Transavia Airways, chuyến bay GE-222, cố hạ cánh nhưng bất thành, rơi và đâm vào nhà dân tại đảo Bành Hồ ở Đài Loan, khiến 48 người chết. Máy bay ATR-72 của Transavia chở 54 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đi từ Đài Bắc để sang đảo Bành Hồ thì gặp nạn. Chuyến bay GE-222 đã bị hoãn vài giờ mới cất cánh vì thời tiết xấu. Không lâu trước đó, ngày 17 tháng 7, chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines mang số hiệu MH17 rơi ở miền đông Ukraine, nơi đang xảy ra giao tranh giữa phe ly khai và quân đội Ukraine. Chiếc Boeing 777 khi đó đang trong lộ trình từ thành phố Amsterdam, Hà Lan đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia được cho là bị tên lửa bắn hạ, khiến tất cả 298 người trên máy bay thiệt mạng. Hộp đen máy bay hiện đã được đưa sang Anh để giám định. Hãng tin Reuters cho biết, Tổng thống Pháp François Hollande hôm 25 tháng 7 đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay AH-5017 của hãng hàng không Air Algérie ở Gossi, miền Bắc Mali. Trong khi đó, công tác điều tra hai vụ tai nạn xảy ra trước đó ở Ukraine và Đài Loan cũng đang được gấp rút tiến hành. Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Đại Phượng, theo các chuyên gia hàng không thì nguyên nhân của một vụ tai nạn máy bay chỉ có thể được kết luận sau khi đã phân tích hộp đen của nó. Ông có thể nói rõ hơn về cấu tạo cũng như vai trò của một chiếc hộp đen trên máy bay trong việc điều tra nguyên nhân tai nạn được không? Vâng, trước hết tôi muốn nói cái vai trò của hộp đen ở trong máy bay, đặc biệt là máy bay hàng không dân dụng chở khách. Thế thì cái vai trò của nó rất quan trọng. Quan trọng như thế nào? Mỗi khi xảy ra tai nạn thì cái bằng việc phân tích các cái thông tin mà lưu giữ được trong hai cái hộp đen đó thì người ta biết được là cái hệ thống kỹ thuật của các cái động cơ rồi máy móc, hệ thống điện tử của máy bay tại cái thời điểm rơi nó đã hoạt động như thế nào, bộ phận nào hỏng hóc, bộ phận nào đã được phát hiện nhưng mà các cái phi công xử lý không tốt cho nên là đã xảy ra tai nạn. Thứ hai nữa là nó có một cái hộp đen nữa đặt ở cái khoang lái của máy bay, thì nó ghi nhận được tất cả những cái âm thanh diễn ra ở trong khoang lái giữa những cái phi công, những cái cơ trưởng và phi công phụ lái, cũng như là giữa mặt đất, cuộc trao đổi giữa mặt đất với lại phi công, bởi vì là nó được nối qua cái hệ thống là micro của người phi công ở trên máy bay, cũng như là hệ thống tai nghe của người phi công để theo dõi được cái sự là trao đổi, tóm lại là tất cả các âm thanh. Ngoài ra ở trên nóc của cái khoang lái nó còn một cái micro nữa để nó thu âm cái cuộc trao đổi giữa những người ngồi trong khoang lái với nhau. Như vậy là bằng cách phân tích các cái số liệu đó thì nó sẽ giúp cho các nhà điều tra hiểu rất nhanh chóng đi đến xác định là nguyên nhân thực tế nào đã dẫn đến vụ tai nạn làm rơi chiếc máy bay đó. Thế thì đấy là cái vai trò chủ yếu của các cái hộp đen. Bây giờ tôi xin nói về cái cấu tạo của hộp đen. Thế thì trong mỗi một cái máy bay thông thường hiện nay ấy, đặc biệt là cái máy bay hàng không dân dụng chở khách ấy, thì nó có hai hộp đen.
Một cái hộp đen là chuyên môn cái ghi nhận là các cái tín hiệu điện tử và máy móc, tóm lại là hệ thống kỹ thuật hoạt động như nào của máy bay. Và cái thứ hai là ghi ở trong khoang lái. Thế thì cấu tạo của nó như nào? Cấu tạo là hai cái do cái chức năng là ghi nhận, một đằng là ghi nhận các số liệu kỹ thuật thì nó được thiết kế khác, và một cái là do ghi nhận các cái tín hiệu âm thanh ở trong khoang lái thì nó cũng được thiết kế khác nhau. Vậy cho nên là nó mới có hai cái riêng biệt. Ở hiện nay ấy thì là các cái, nhưng mà dù là có thiết kế riêng biệt nhưng nó có đều có những điểm chung. Ví dụ như là nó thu nhận các thông tin như vậy, thế thì khi mà xảy ra tai nạn ấy thì nó đều phải có cái sức chịu đựng được va đập rất là lớn. Hai nữa là ví dụ như là cả các hộp đen đó phải có khả năng chịu đựng được chống cái nhiệt độ cao từ độ khoảng là trên 1000 độ C, để trường hợp mà máy bay bị bốc cháy thì khói lửa vẫn không thể thiêu rụi được, làm phá hỏng các số liệu mà nó đã ghi được. Hai nữa là các cái hộp đen đó thì nó còn có những cái bộ phận để giúp cho những cái người tìm kiếm máy bay, mảnh vỡ máy bay, phát hiện, sớm xác định được cái vị trí máy bay rơi. Chẳng hạn như là trong những trường hợp là rơi xuống biển, rơi xuống nước, thế thì cái hộp đen ấy nó có khả năng phát ra những cái tín hiệu âm thanh với một cái tần số nhất định, và bằng những thiết bị chuyên dụng thì các cái nhà điều tra có thể nhanh chóng xác định được là cái hộp đen ấy đang nằm vị trí nào, ở dưới đáy biển hoặc là dưới hồ hoặc là sông. Thứ nữa là nó có khả năng phát ra những cái ánh sáng nhấp nháy. Thì do cái hệ thống là pin được lắp sẵn ở trong cái hộp đen đó, cho nên là khi mà văng ra ngoài thì là cái hộp đen ấy nó phát ra những âm thanh nhấp nháy với một cái cường độ tương đối là mạnh, có thể phát điện được từ xa. Bằng cái thiết bị chuyên dụng thì các cái chuyên gia có thể nhanh chóng xác định được là vị trí hộp đen đang nằm chỗ nào, cũng chính là vị trí của chiếc máy bay rơi. Và một điều thú vị nữa là gọi là hộp đen, nhưng mà thực ra ấy, nó không phải là màu đen mà nó lại là màu da cam sáng, hoặc đôi khi là màu đỏ sẫm một chút. Thế thì cái màu này nó có tác dụng là giúp cho cái hộp đen khi mà nó văng vào trong rừng ấy, thì người ta dễ nhận biết được, hay là thậm chí nó rơi xuống biển, xuống nước ấy, thì là người ta dễ dàng phát hiện được nó. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái hộp đen ấy thì nó được là thiết kế rất là đặc biệt, do từng cái và do cái vị trí nó đặt ở chỗ nào, tính năng tác dụng của nó làm sao. Nhưng mà có một điều rất là thú vị rằng là thì tại sao mà người ta gọi nó là hộp đen mà nó không đen? Thế thì ở chỗ này ấy, là các chuyên gia cũng đã đi phân tích và người ta đi đến một cái lý giải như sau. Cái từ mà hộp đen ấy, để dành cho cái thiết bị mà kỹ thuật như chúng ta đã vừa nói ở trên ấy, thì nó không thật là chính xác. Cái từ hộp đen nó không chính xác. Và đấy cũng không phải là từ chính thức mà các giới chuyên môn người ta dùng. Giới chuyên môn người ta dùng ấy, người ta gọi đó là thiết bị ghi nhận số liệu chuyến bay. Và một cái hộp đen thứ hai gọi là thiết bị ghi nhận âm thanh trong khoang lái. Như vậy là các nhà chuyên môn gần như là người ta không dùng cái từ hộp đen, chỉ có dân bên ngoài không phải là trong giới chuyên môn thì dùng gọi nôm na nó là hộp đen mà thôi. Thế thì đó là cái mà cấu tạo cũng như là cái vai trò chức năng của cái hộp đen mà tôi vừa nói. Thời gian vừa qua thì là hãng hàng không Boeing có đưa ra thêm một cái sáng kiến hay một cái đề xuất nữa, là có khả năng họ sẽ lắp thêm một chiếc hộp đen thứ ba nữa ở đuôi của máy bay để ghi nhận toàn bộ cái âm thanh ở trong khoang hành khách. Như thế họ sẽ giúp cho biết rằng là những cái điều gì đã xảy ra vài phút trước khi mà máy bay bị lâm nạn. Vâng, theo một cách lý giải nào đó thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng là hộp đen thường là chiếc hộp chúng ta phải sử dụng khi mà xảy ra một vụ tai nạn, và điều này là một điều rất là đáng tiếc. Và chắc có lẽ là khi mà người ta gọi hộp đen tức là họ muốn đề cập đến là một việc gì đó không hay. Vâng, ông thưa nhà báo Nguyễn Đại Phượng, hộp đen được ra đời trong hoàn cảnh nào thưa ông? Vâng, hộp đen được ra đời trong một cái hoàn cảnh là vào giữa những cái năm 1954-1955 ở trên thế giới xảy ra rất nhiều vụ tai nạn hàng không. Và trong quá trình điều tra, tìm kiếm và điều tra nguyên nhân các vụ tai nạn máy bay đó thì các nhà điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Và chính vì vậy cho nên ấy, là có một người kỹ sư, ông này là kỹ sư hóa học, ông tên là David Warren, người Australia. Ông không phải là dân cơ khí, ông là nhà hóa học và ông là chuyên gia về nhiên liệu máy bay. Và nhưng mà vì ông là chuyên gia của nhiên liệu máy bay cho nên là gần như là các cái vụ
mà tai nạn máy bay nào mà liên quan đến Australia thì ông đều là một trong những thành viên cho trong cái đoàn điều tra và nghiên cứu. Và sau qua thực tế thì ông mới thấy rằng là có một vấn đề rất là cần thiết, đó là cần phải biết được là điều gì đã xảy ra đối với hệ thống cơ khí máy móc cũng như là điện tử trên máy bay, cũng như là điều gì đã xảy ra trong khoang lái. Vậy cho nên ấy, là cái ý tưởng của ông được lóe lên, và ông sau đấy thì ông viết một cái luận án, một cái công trình nghiên cứu, trước hết là ông chứng minh bằng lý thuyết rằng là rất cần thiết phải có cả hai cái gọi là hộp đen như mà chúng ta thấy ngày nay. Nhưng mà khi mà ý tưởng của ông đưa ra ấy, thì là không được mấy các cái nhà khoa học cũng như là các cái hãng hàng không ở trên thế giới quan tâm, bởi vì là cảm giác như nó vẫn quá xa vời. Đến năm 1957 thì ông tiếp tục và nghiên cứu, và ông đưa ra trình làng một cái mô hình của hai cái hộp đen. Ngày đấy nó đơn sơ lắm, nó ghi bằng cái hệ thống analog chứ không phải là hiện đại như bây giờ là ghi bằng cái hệ thống là digital, kỹ thuật số. Vậy cho nên ấy là ông đưa ra trình làng, nhưng mà đến phải đến một năm sau, tức là năm 1958 thì cái cặp hộp đen đầu tiên được chế tạo, và ngay sau đó thì nó được phát huy tác dụng và được thế giới nhanh chóng công nhận. Và từ đó đến nay nó đã được cải tiến rất nhiều lần để có được một cái hộp đen hiện đại như ngày nay. Và nếu như chúng ta biết rằng là trong thời gian đầu ấy, nó các cái ghi âm thanh chủ yếu là bằng cái hệ thống băng từ, băng từ mà sau đó thì là nó giống kiểu cái máy ghi âm ấy, sau đó có hệ thống là auto reverse là tự đảo mặt băng ấy, thì lúc đầu ấy nó chỉ có thể ghi được là 20 phút thôi. Thế sau đó người ta mới kéo dài ra được là 30 phút, sau đó người ta đặt cái chế độ là tự động đảo mặt băng, auto reverse, như vậy là nó đảo như thế thì nó cứ ghi đè nhau, và như vậy là các nhà điều tra nếu khi mà phát hiện được cái hộp đen đó, đọc lại các dữ liệu thì chỉ đọc được là tối đa là 30 phút của những giây phút trước khi mà diễn ra vụ xảy ra vụ tai nạn mà thôi. Ngày nay do cái sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là kỹ thuật số, thì đã cho phép các cái nhà công nghệ chế tạo ra các hộp đen có thể ghi liên tục từ khi máy bay cất cánh cho đến khi máy bay hạ cánh. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là hộp đen rất là quan trọng trong việc xác minh những cái yếu tố kỹ thuật cũng như là cái yếu tố con người trong vấn đề tai nạn máy bay. Vậy thì khi máy bay xảy ra tai nạn, cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm phân tích hộp đen này thưa ông? Tất nhiên, cái hai cơ quan liên quan sẽ chịu trách nhiệm phân tích cái hộp đen. Cơ quan thứ nhất là cơ quan hàng không, cái nơi mà cái đơn vị sử dụng cái máy bay gặp nạn đó. Thứ hai nữa là cái nhà chế tạo. Nhà chế tạo ra cái máy bay đó, đặc biệt là nhà chế tạo ra động cơ máy bay đó. Vâng, vậy thì trong cái trường hợp của chiếc máy bay MH17, hộp đen của chuyến bay lại được gửi về đến Anh để phân tích, mà tại sao không phải là cái quốc gia khác liên quan? Vâng, chiếc MH17 là máy bay Boeing 777 do hãng Boeing của Mỹ chế tạo. Hãng Boeing có trụ sở tại thành phố Seattle, thủ phủ của cái bang Washington ở miền Bắc của nước Mỹ. Thế thì cái hãng này chế tạo ra chiếc máy bay Boeing 777 đó, nhưng mà không hẳn là nó chế tạo ra cả cái động cơ cho máy bay. Chúng ta đã từng thấy rằng là Boeing chế tạo ra máy bay Boeing 777, nhưng mà rất nhiều hãng khác lại chế tạo ra động cơ để lắp vào cái Boeing 777 đó. Trong cái trường hợp mà gửi sang Anh, tôi nghĩ rằng là rất có khả năng là cái động cơ để lắp vào cái máy bay Boeing 777 MH17 đó là do hãng Rolls-Royce của Anh chế tạo. Bởi vì hãng Rolls-Royce cũng là một trong những hãng mà chế tạo ra động cơ máy bay lắp vào các cái hệ thống của máy bay Boeing cũng như là lắp vào hệ thống của Airbus rất là nhiều. Thế thì cái khả năng là chuyển sang Anh Quốc để đọc các cái hộp đen đó chính là cái nguyên nhân như vậy. Tức là Rolls-Royce đã chế tạo ra động cơ để lắp vào chiếc Boeing 777 MH17. Vâng, trong vụ máy bay MH17 thì các nguyên nhân đã được nguyên nhân khiến máy bay rơi đã được xác nhận là máy bay bị bắn bởi hệ thống tên lửa đất đối không. Vậy thì sau khi nhận được những cái chiếc hộp đen của máy bay MH17 thì có thể làm rõ được câu hỏi là ai đã bắn rơi MH17 hay không thưa ông? Tôi nghĩ là để trả lời câu hỏi là ai đã bắn rơi của cái máy bay MH17 ấy thì hoàn toàn là có thể. Thế nhưng mà nó không chỉ là phân tích các cái hộp đen của máy bay. Vì chúng ta biết rồi, phân tích của hộp đen của máy bay nó chỉ cung cấp cho chúng ta được cái thông tin về cái các số liệu kỹ thuật, máy móc cũng như hệ thống điện tử hoạt động ở trên máy bay trước khi mà xảy ra cái vụ tai nạn ấy thôi. Thứ hai nữa là nó ghi nhận được các cái trao đổi giữa phi công, giữa tổ bay với lại mặt đất. Thế thì bằng những cái thông tin đó nó vô cùng quý giá, nhưng mà chưa đủ để xác định rằng là ai là người bắn rơi chiếc máy bay đó. Cần phải có những biện pháp khác, những cái phương tiện khác để xác định rằng là cái sự bắn rơi đó bắn từ một máy bay khác, tên lửa được bắn ra từ máy bay khác hay là bắn ra từ mặt đất.
Thế thì muốn xác định được đó cần phải có các ảnh vệ tinh, các hình ảnh cái theo dõi của vệ tinh để chứng tỏ rằng là tên lửa đã xuất phát từ mặt đất chứ không phải tên lửa xuất phát từ trên không để nhằm vào mục tiêu trên không. Thứ nữa là cần phải có các biện pháp điều tra khác nữa để chứng tỏ rằng là lực lượng nào ở khu vực nào đã bắn rơi, và đặc biệt là các biện pháp về hình sự nữa để tìm ra là ai là người trực tiếp liên quan đến là ấn nút và chỉ huy là bắn rơi chiếc máy bay đó. Thế thì phải kết hợp rất nhiều biện pháp thì mới dẫn ra đến cái kết luận rằng là ai là người đã bắn rơi, giả sử rằng là chiếc máy bay trong trường hợp là MH17 của Malaysia ấy, thì mới có thể kết luận được, chứ chỉ phân tích hộp đen không thì chưa đủ. Việc điều hành các chuyến bay trên khu vực xảy ra chiến sự được thực hiện như thế nào thưa ông? Vâng, ở đây thì là một cái tổ chức, có thể nói là tổ chức con của cái công ước Chicago đó. Đấy là tổ chức chúng ta gọi tiếng Việt gọi là ICAO. ICAO chính là một cái tổ chức hàng không dân dụng quốc tế mà nó chịu trách nhiệm là điều hành, điều phối của các cái hãng hàng không trên thế giới. Nó là một cái cơ quan chuyên trách của Liên Hợp Quốc, và cái này nó quy định rất là rõ rằng là khi mà máy bay đi đến vùng chiến sự thì cái quốc gia quản lý cái vùng không phận mà có vùng chiến sự đó phải thông báo cho người phi công dân dụng biết rằng là máy bay của anh đã bắt đầu tiếp cận vào vùng chiến sự. Thứ hai nữa là nó quy định rằng là khi mà máy bay đi vào vùng chiến sự như thế thì máy bay phải đạt đến một cái độ cao cao hơn những cái vũ khí thông thường có thể vươn tới được, làm nguy hại ảnh hưởng đến cái máy bay. Thế thì và nó còn quy định nhiều nữa các cái sự phối hợp giữa các cái quốc gia liên quan, rồi sự bàn giao về quản lý bay, rồi là hướng dẫn bay giữa các cái quốc gia, giữa những cái gọi là trung tâm thông tin bay ấy, hay là mình gọi là FIR đấy, giữa các cái khu vực bàn giao cho nhau để quản lý và hướng dẫn bay như thế nào để đảm bảo rằng là cái lưu lượng bay ở trên trời ấy nó không bị nghẽn tắc, nó không bị va chạm nhau, các máy bay không bay cùng một cái độ cao và ngược chiều nhau trong cùng một hướng tuyến bay có thể xảy ra tai nạn. Thế thì những cái quy định thế là rất là rõ ràng, và mỗi khi mà máy bay bay đến vùng chiến sự, nếu mà đó là tình hình chiến sự mà ác liệt do cái nước sở tại quản lý cái vùng chiến sự đó hiểu biết rằng là cái nguy cơ nguy hiểm có thể dẫn đến là tai nạn hàng không liên quan đến những coi như chiến tranh mà tai bay vạ gió làm cho cái máy bay dân dụng đó có thể bị trúng đạn của bên nọ và bên kia. Thế thì trong cái trường hợp như thế thì chính quyền của nước sở tại có quyền là đóng cửa và cấm các cái máy bay dân dụng đi vào cái không phận nguy hiểm đó, họ có thể bay vòng sang một cái vùng chờ khác. Vâng, chúng ta có thể thấy là Ukraine sau khi mà xảy ra cái vụ máy bay MH17 thì cũng đã rất là các hãng hàng không trên thế giới cũng đã rất hạn chế khi sử dụng cái không phận này. Vậy thì theo ông thì theo những cái hiểu biết của ông thì hiện nay những cái khu vực nào trên thế giới nằm trong danh sách cấm bay của các hãng hàng không thế giới? Hiện nay chính là những cái nơi nào mà đang có điểm nóng về quân sự. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là Syria cũng hiện cũng là một cái điểm nóng về quân sự, và ở đây cũng có vấn đề là các cái phe sử dụng máy bay để tấn công lẫn nhau, và phe đối phương lại cũng dùng những hệ thống sống phòng không để tiêu diệt máy bay của đối phương. Nên thì trong quá trình mà đánh nhau kiểu như thế giữa mặt đất với lại trên không như thế thì nó sẽ nguy hiểm cho những cái máy bay mà không liên quan gì, không theo tham chiến. Thế nhưng mà nó bay trên vùng trời ấy thì tên lửa đạn lạc có thể là làm dụng là bắn rơi những cái máy bay mà dân dụng bay qua cái vùng chiến sự. Vậy cho nên ý, là cái vùng chiến sự ở Syria là hiện nay là các máy bay là không bay qua. Hay là ví dụ như là gần đây thì là sau cái sự kiện là tai nạn của máy bay MH17 thì Ukraine đã cấm bay đối với lại cái vùng trời mà ở phía đông nam của Ukraine gần biên giới với Nga, và nơi mà vừa hiện nay đang có sự là chiến sự xảy ra giữa quân chính phủ ở Kiev với lại lực lượng ly khai thân Nga ở cái miền đông nam của Ukraine. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, những tai nạn hàng không xảy ra liên tiếp ở nhiều nơi trên thế giới đã khiến nhiều hãng hàng không lâm vào tình trạng khó khăn và đặt ra các câu hỏi về sự an toàn của những chuyến bay dân sự. Theo tờ The New York Times của Mỹ, chỉ trong 5 tháng qua, các hợp đồng bảo hiểm rủi ro hàng không trong trường hợp chiến tranh đã khiến các hãng phải đối mặt với những nghĩa vụ pháp lý và hợp đồng có thể lên tới 600 triệu đô la Mỹ, trong khi tiền phí cho lĩnh vực này mỗi năm chỉ vào khoảng 65 triệu đô la Mỹ. Còn theo tờ The Financial Times, các vụ tai nạn máy bay vừa qua có thể khiến tổng hóa đơn bảo hiểm hàng không của các hãng có liên quan có thể lên tới 1,7 tỷ đô la Mỹ.
Đơn cử như vụ MH370 có thể sẽ khiến những hãng bảo hiểm phải trả 490 triệu đô la Mỹ, trong khi với MH17, con số này là 600 triệu đô la Mỹ. Đó là chưa tính tới hai vụ rơi máy bay ở Đài Loan và ở Mali hai ngày qua. Các chuyên gia bảo hiểm cho biết, chi phí cho các thiệt hại hàng không vì chiến sự trong năm nay sẽ còn tăng cao nữa vì các cuộc xung đột ở Syria, Trung Đông, Libya và nhiều vùng khác. Trong khi đó, thiệt hại về người trong các tai nạn hàng không năm nay cũng đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2010 bởi hai vụ MH370 và MH17. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua, đã xảy ra 3 vụ tai nạn hàng không lớn liên tiếp là MH17 của Malaysia Airlines, GE222 của Transasia và MD83 của Air Algeria. Điều này đã thực sự gây hoang mang và lo ngại về an toàn hàng không dân dụng. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, đã có tất cả 51 sự cố hàng không xảy ra trên phạm vi toàn thế giới. Thưa quý vị và các bạn, hãng tư vấn hàng không Asian ước tính 570 hành khách đã thiệt mạng vì tai nạn máy bay trong năm nay, hoặc 680 nạn nhân nếu tính cả vụ Air Algeria, tức là tăng gấp 3 lần so với con số 168 của năm 2013. Điều đáng nói là năm 2014, chúng ta mới đi nửa chặng đường. Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Đại Phượng, đâu là những nguyên nhân có thể dẫn tới một thảm kịch hàng không thưa ông? Vâng, nguyên nhân để dẫn đến một cái thảm họa hàng không ấy thì nó rất nhiều. Nó có nguyên nhân về cơ khí, máy móc, về kỹ thuật của chiếc máy bay đó. Có thể chiếc máy bay đó là tuổi thọ đã quá già, hay ví dụ như là thiết kế có vấn đề khiếm khuyết, hay là cái hệ thống bảo dưỡng không được tốt, vân vân. Máy móc có thể trục trặc gây ra máy bay rơi và gây ra thảm họa không. Thứ hai nữa là nó có thể do lý do thời tiết. Thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là ở trong cái vùng mà cái thời tiết mà không lưu, không ổn định, xoáy lốc có thể gây ra cho máy bay bị thụt tốc và mất đà và thậm chí là mất kiểm soát điều khiển máy bay và rơi. Cũng có khi là do điều kiện thời tiết mà trong quá trình mà máy bay lên cất cánh và hạ cánh thì cũng gây cản trở và phi công không thể làm chủ được kỹ thuật trong cái trường hợp như thế, cũng có thể xảy ra tai nạn. Và ngoài những cái lý do mang tính chất coi như là kỹ thuật này, rồi là thời tiết này, thì nó còn có cái lý do mang yếu tố con người nữa. Yếu tố con người ở đây ấy là phải nói đến là một là có thể gây ra do máy bay có thể bị nổ tung trên trời do khủng bố đánh bom cũng có thể là gây ra thảm họa hàng không. Thứ hai nữa là do lỗi của phi công hoặc là lỗi của điều hành ở dưới mặt đất hướng dẫn bay. Chẳng hạn như là chúng ta thường thấy rằng là có những trường hợp là máy bay cất cánh, hạ cánh là không được phối hợp nhịp nhàng giữa bộ phận chỉ huy bay với lại người phi công ở trên máy bay. Hay là ví dụ như là trong cất cánh thì là có những trường hợp chúng ta đã thấy rồi, tức là vừa cất cánh lên và sau đó thì là bay được độ khoảng là vài chục cây số là máy bay đã phải lao đầu xuống dưới. Hoặc là có những trường hợp là do phi công nhìn nhầm đường băng hạ cánh. Có những rất nhiều trường hợp là trong trường hợp là thời tiết sương mù hoặc là dông tố lớn thì người phi công không có điều kiện nhìn rõ ở dưới đường băng và có thể anh ta đã hạ nhầm cánh, trạch ra đường băng hoặc là trước khi tới đường băng. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là nó có yếu tố của kỹ thuật, nó có yếu tố của thiên tai, nó có yếu tố của con người, và đặc biệt trong trường hợp này là con người, là những người điều khiển ở trên mặt đất, phi công và tác nhân khủng bố. Vâng, trong vụ tai nạn máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia, chúng ta có thể thấy rằng là chuyến bay mang số hiệu MH17 vẫn bay qua vùng được gọi là vùng chiến sự. Nhiều người đã đặt ra một câu hỏi, phải chăng tiết kiệm chi phí nhiên liệu trong thời điểm giá cả leo thang như hiện nay, liệu có phải là một nguyên nhân dẫn tới việc các hãng hàng không vẫn mạo hiểm bay qua các vùng chiến sự hay không? Vâng, tôi hoàn toàn tán thành với quan điểm cho rằng là đó là một trong những nhân tố dẫn đến cái vụ thảm họa đó. Bởi vì rằng là chúng ta biết rằng là hồi tháng 4 của năm nay thì ICAO đã đưa ra khuyến cáo rằng là đấy là một vùng chiến sự nguy hiểm và các hãng hàng không nên tìm những đường khác an toàn hơn để đi bay vòng. Tuy nhiên là vì lý do rằng là cái vùng bầu trời ở phía đông nam của Ukraine đó, là nó là cái vùng mà có thể nói là rất là tốt và đường bay ngắn nhất nối giữa hai lục địa Á và Âu. Cho nên ấy là rất nhiều hãng vì lý do là tiết kiệm năng lượng, vì lý do là muốn bay nhanh hơn, và bay nhanh hơn thì cái quãng đường không phải bay vòng, cho nên là sẽ tiết kiệm được năng lượng. Tiết kiệm được năng lượng thì là thực hiện cái giá thành, thực hiện chuyến bay nó rẻ hơn và hành khách cũng đỡ phải chi trả với giá máy bay tăng lên. Vậy cho nên ấy là nhiều hãng là vẫn coi rằng
vẫn thậm chí là vẫn chủ quan cho rằng là vẫn có thể thực hiện được trong cái tình hình chiến sự hiện nay đang diễn ra ở miền đông nam Ukraine. Và hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines cho chiếc máy bay MH17 bay qua cũng trong cái trường hợp mà là như vậy. Vâng. Bên cạnh việc tiết kiệm chi phí thì nhiều người cũng đề cập đến một cái yếu tố khác, đó chính là các máy bay hiện đại ngày nay thường bay ở cái độ cao 10.000m, hay tương đương với 10 cây số, và được cho là an toàn so với tầm bắn của các loại tên lửa vác vai cá nhân hay tên lửa tầm thấp. Thì điều này vô tình tạo ra cái tâm lý chủ quan đối với các hãng hàng không khi mà máy bay bay qua các vùng chiến sự. Ông có đánh giá ra sao về cái nhận định trên? Tôi cho là cái điều ấy là cũng là có cơ sở nhưng mà chưa hoàn toàn đâu. Là vì thế này, tức là cái mà bay qua vùng chiến sự và bay ở cái độ cao là 10.000 mét, có nghĩa là 10 cây số so với mặt đất ấy, thì đúng là nó tránh được những cái vũ khí thông thường, những cái vũ khí hạng nhẹ bắn lên không gian. Thế nhưng mà hiện nay thì tình hình là do cái công nghệ, đặc biệt là công nghệ vũ khí phát triển, cho nên là người ta có những tên lửa bay xa hơn đó rất nhiều. Và cái quy định mà ở 10.000 cây số ấy là theo tôi là quy định đã lỗi thời. Nó là quy định của ICAO từ rất lâu rồi, mà khi đấy là các cái vũ khí nó chưa hiện đại như bây giờ. Thế bây giờ chúng ta biết rồi là cái tên lửa Buk của Nga ấy, nó có thể vươn lên, do Nga sản xuất ấy, nó có thể vươn lên tầm là hơn 20 km, nhưng mà cho nên là gấp 2 lần cái độ cao mà có thể nói là mà ICAO cho rằng là đấy là độ cao an toàn. Vậy cho nên ấy, là cái quy định đó đã lỗi thời, cần phải thay đổi. Và tốt nhất là theo tôi là nếu đã xảy ra vùng chiến sự, có nghĩa là hoàn toàn có thể là có tên bay đạn lạc vào cái hàng không dân dụng. Vậy cho nên là tốt nhất là nên cấm bay, và các hãng hàng không dân dụng cũng nên chủ động tìm đường đảm bảo an toàn cho máy bay và hành khách của mình. Vâng, chúng ta có thể thấy là trong cái thời gian gần đây thì thế giới đã liên tục ghi nhận những vụ tai nạn máy bay liên tiếp. Và trong các vụ tai nạn hàng không gần đây thì nhiều người duy tâm đã cho rằng là không phải ngẫu nhiên mà con số 7 xuất hiện trên các chuyến bay định mệnh. Đầu tiên là sự mất tích vô cùng bí hiểm của chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 của Malaysia vào ngày 8 tháng 3. Đến ngày 17 tháng 7, chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH17 bị bắn hạ ở miền đông Ukraine, khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Mới đây thì ngày 24 tháng 7, chiếc máy bay mang số hiệu AH5017 của hãng hàng không Air Algérie chở 116 hành khách bị rơi ở Mali. Tuy nhiên, nhiều quan điểm thì lại cho rằng đây là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Và khi mà những cái gì không tốt đẹp liên tục xảy ra thì con người ta thường có xu hướng là gắn cho những cái gì khó giải thích. Ông đánh giá ra sao về hai cái suy nghĩ trên? Vâng, tôi tán thành cái suy nghĩ thứ hai. Bởi vì là thế này, tức là cái con số 7 ấy thì đúng nó là cái con số 7 mà người phương Đông ấy thì cho rằng là cái con số 7, đặc biệt là người Việt Nam ấy, cho con số 7 là con số nó không được đẹp. Bởi lẽ rằng là nó theo cái tiếng Hán Việt của chúng ta ấy, gọi con số 7 là thất. Thất có nghĩa là thất bại. Thất có nghĩa là không thực hiện được. Đấy, thất có nghĩa là thua cuộc. Thì tóm lại là khi mà chúng ta nói là thất trận có nghĩa là thua cuộc, thua trận trong cái trận đánh, hay là thất thoát, những cái gì đó đều mất mát đi. Như vậy là cái chữ thất ấy nó gần giống với cái nghĩa của tiếng Việt của chúng ta, coi như là thất thoát, thua thiệt, thất bại, vân vân. Thế thì khi mà đúng là khi mà có những cái vấn đề mà nó liên tiếp xảy ra liên quan đến con số 7 thì rất nhiều người liên tưởng đến rằng là phải chăng có một cái yếu tố tâm linh thần bí nào liên quan đến các cái vụ tai nạn liên quan đến con số 7 như vậy. Thế thì cho đến nay thì chẳng có cái khoa học nào mà minh chứng một cách rõ ràng là có hay không. Nhưng cá nhân tôi thì tôi không tin rằng là cái yếu tố tâm linh đó có tác động đến cái vụ thảm họa hàng không liên quan đến MH17 vừa qua. Mà tôi cho rằng là các vụ thảm họa hàng không liên quan đến con số 7 chẳng qua đấy là một cái yếu tố ngẫu nhiên mà thôi. Và con người ta thì rất là giàu sức suy tưởng và tưởng tượng. Người ta ngồi và người ta sắp xếp các sự kiện lại và thấy rõ ràng là đấy là có con số 7 thật. Và người ta suy tưởng ra, người ta càng nhấn mạnh tâm linh và cái cạnh tâm linh của vấn đề. Và không loại trừ là có những người cũng muốn thông qua đây để tuyên truyền những cái niềm tin thần bí mà người ta muốn là truyền bá mang tính chất là tôn giáo. Vâng, nếu nói thêm một chút về vấn đề tâm linh thì chúng ta có thể thấy là ở đối với phương Đông thì số 7 không phải là một con số tốt. Tuy nhiên, theo quan niệm của phương Tây thì số 7 lại là một trong những con số rất là tốt, là họ coi đấy là lucky number, một con số may mắn. Và chúng ta có thể thấy rằng là đây là tùy quan niệm do các nền văn hóa khác nhau mà thôi. Ông nghĩ ra sao về việc hãng hàng không Malaysia đã đổi tên các chuyến bay bị tai nạn vừa qua?
Vâng, tôi nghĩ rằng là cái việc làm đấy là rất nhân văn. Nó nhân văn ở cái cạnh rằng là thứ nhất ấy, là tên của các chuyến bay MH thì đã được đổi là để đảm bảo rằng ấy là nó không gợi lại những nỗi đau thương cho những cái gia đình của những nạn nhân ở cái vụ máy bay, cũng như là nó không gợi lại cho những hành khách sắp bay trên các cái chuyến bay của hàng không Malaysia mà có cái tên nó tương tự như vậy. Cho nên là cái việc mà đổi như thế, tôi nghĩ nó vừa có cái ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nó vừa có ý nghĩa về kinh doanh thương mại, nó phù hợp với cái tâm lý, nó đáp ứng cái tâm lý của cái người điều hành bay, của người phi công bay trên chuyến bay đó, cũng như là hành khách sắp đáp chuyến máy bay đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là đấy là cái điều mà rất cần thiết. Vâng, một trong những cái vấn đề mà rất nhiều người đang đặt ra hiện nay đó là sau hàng loạt các vụ tai nạn thảm khốc của ngành hàng không thì đi máy bay an toàn đến mức nào thưa ông? Tôi nghĩ rằng là trong tất cả các phương tiện hàng vận tải hiện nay ấy, thì đã từ lâu rồi thế giới người ta đã chứng minh rất nhiều rồi, so với cái tần suất cũng như là khối lượng vận tải thì vận tải hàng không vẫn là an toàn nhất. Có nhà khoa học đã từng chỉ ra rằng là cái số người chết do tai nạn hàng không ấy, máy bay chở khách ấy, thì tỷ lệ là 1 trên 7,6 triệu người. Có nghĩa là cứ phải 7,6 triệu người thì mới có một người bị thương hoặc bị chết do tai nạn hàng không. Trong khi đó thì cái tỷ lệ mà tai nạn đường bộ, vận tải đường bộ, vận tải đường sắt, vận tải đường thủy là rất nhiều. Nếu chúng ta tính vào cái tần suất số lượng hành khách được chuyên chở với lại cái vụ thảm khốc và số người chết trong cái vụ đó thì rõ ràng là cái vận tải hàng không là an toàn nhất. Vâng, vậy thì đối với ý kiến cá nhân của ông, chúng ta đã có thể vừa nhận thấy rằng là qua những cái thống kê của các nhà khoa học thì hàng không vẫn là một trong những cái phương tiện giao thông an toàn nhất. Vậy còn ý kiến của ông khi mà ông sử dụng các dịch vụ bay, ông có thấy đây là một cái phương tiện an toàn hay không? Tôi luôn luôn tin tưởng rằng là đấy là một cái phương tiện mà an toàn nhất có thể. Và tôi khi mà ngồi trên máy bay thì đương nhiên là tôi cũng có một chút lo sợ mỗi khi mà máy bay coi như là thay đổi độ cao đột ngột hoặc là tròng trành khi mà cất và hạ cánh, thì nói thật là tôi cũng lo ngại. Bởi vì là cái lo ngại đấy là nó do ám ảnh rằng là tôi đã được chứng kiến, đã được xem trên màn hình TV và đọc trên các phương tiện thông tin đại chúng những cái vụ tai nạn máy bay nó rất thảm khốc. Nếu như vụ mà tai nạn là xe hơi chẳng hạn thế thì nếu mà nó xảy ra thì chết giỏi lắm là chỉ vài chục người. Hay là ví dụ như là tàu thủy chẳng hạn thế thì nó cũng không quá nhiều. Nhưng mà tai nạn máy bay thì có thể nói là gần như là chết hết. Rất ít trường hợp là có những người sống sót ở trong cái vụ máy bay đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái sự và thảm khốc trong cái máy bay và cái tính nghiêm trọng của mỗi khi mà tai nạn hàng không dân dụng xảy ra đó, đặc biệt là máy bay chở khách xảy ra ấy, thì nó rất thảm khốc, nó gây cho người ta một cái ấn tượng kinh hoàng. Nhưng mà về mặt khoa học, chúng ta thống kê các con số, chúng ta phân tích các con số thì thấy rõ ràng là vận tải hàng không dân dụng là an toàn nhất trong tất cả các phương tiện vận tải. Vâng, chúng ta có thể nói là trong một tuần vừa qua, một khoảng thời gian vừa qua thì chúng ta liên tiếp chứng kiến những cái vụ tai nạn máy bay rơi và nhiều người hiện nay đang có cái tâm lý lo sợ đối với sử dụng cái dịch vụ vận chuyển này. Tuy nhiên thì nhiều người đã cho rằng là bên cạnh cái việc là máy bay thông thường khi xảy ra tai nạn thường chở một cái số lượng người rất đông thì bên cạnh đó, đó là cái sự tương tác của truyền thông. Hiện nay truyền thông rất mạnh, họ đưa tin rất nhiều và cái việc đưa tin dồn dập như vậy khiến cho người ta là cảm giác lo sợ, sợ hãi đối với cái dạng phương tiện này. Ông có suy nghĩ ra sao về cái ý kiến trên? Vâng, tôi nghĩ là vai trò của truyền thông thì không chỉ là phương tai nạn hàng không đâu mà họ đưa đâu, mà thậm chí là tai nạn xe hơi hoặc là tàu hỏa thì người ta cũng vẫn đưa như thế. Chúng ta hãy xem là cái vụ mà chìm phà ở Hàn Quốc vừa qua ấy, thì truyền thông cũng đóng vai trò rất lớn. Thế thì cái truyền thông ấy nó đóng vai trò tốt là nó thông tin cho mọi người biết điều gì đã diễn ra. Nhưng mà đồng thời ấy, là chính vì ấy, nó đưa tin sự về cái sự thật là điều gì đã diễn ra đó cũng có thể tác động một phần nào đó tiêu cực đến cái nhận thức của con người khi mà sử dụng các phương tiện giao thông như chúng ta vừa kể vào trên. Cho nên là truyền thông nó cũng có hai mặt. Cái vai trò truyền thông đúng là chức năng của nó phải làm việc như vậy. Thế nhưng mà có khi nó đưa tin quá nhiều, làm cho người ta, thậm chí là một số người mà cũng dễ dàng thì dễ bị tác động bởi cái hình ảnh kinh hoàng mỗi khi mà máy bay chở khách rơi với cái số lượng người chết đến gần trên dưới 300 người như là thời gian vừa qua, thì đó thực sự là rất khủng khiếp. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua khi 3 vụ tai nạn máy bay liên tiếp xảy ra thì các hiệp hội hàng không đã buộc phải lên tiếng.
Theo Reuters, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA sẽ tổ chức họp khẩn tại Montreal, Canada vào tuần tới. Trong đó sẽ tập trung thảo luận về an toàn bay, đặc biệt là sau vụ việc máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ ở Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ sau cuộc họp nói trên, ICAO sẽ có những hành động cụ thể gì hay không, bởi tổ chức này chỉ có những vai trò điều hành rất hạn chế. Và ICAO cũng không được phép đưa ra các cảnh báo về những mối nguy hiểm liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Sau vụ tai nạn MH17, các quan chức ngành hàng không quốc tế đã hối thúc ICAO cần có một vai trò quan trọng hơn nữa và cần phải đưa ra những cảnh báo về những nguy hiểm trên toàn cầu. Trong khi đó, vụ mất tích của máy bay MH370 đã làm dấy lên những yêu cầu cải thiện cách thức theo dõi hoạt động của các máy bay. Vâng, thưa nhà báo Đại Phượng, chúng ta đã nói rất nhiều đến vấn đề an toàn hàng không của thế giới và chúng ta sẽ trở lại một chút, đó chính là vấn đề an toàn hàng không của Việt Nam. Vậy ông đánh giá ra sao về vấn đề an toàn bay tại Việt Nam trong thời gian vừa qua? Tôi nghĩ rằng là ngành hàng không dân dụng Việt Nam ra đời muộn hơn so với lại thế giới nói chung. Thế nhưng mà cái tỷ lệ bay an toàn ở Việt Nam cũng vào loại rất là cao. Như tôi được biết thì trong quá trình công tác của tôi thì tôi mới ghi nhận được có hai cái trường hợp và hàng không Việt Nam xảy ra tai nạn đối với máy bay chở khách. Trường hợp thứ nhất là vào đầu những năm 1980 xảy ra đối với chiếc máy bay TU-134 do Liên Xô chế tạo xảy ra ở sân bay Bangkok. Trong khi mà phi công hạ cánh trong cái điều kiện là thời tiết rất là khắc nghiệt và cái hệ thống máy bay TU-134 ngày đó nó chưa được hiện đại như bây giờ, chủ yếu là bằng mắt thường của phi công chứ nó không có hệ thống là hạ cánh tự động, cũng không có hệ thống dẫn đường tự động như là bây giờ các hãng hàng không đã có, cũng như là máy bay của chúng ta có. Cho nên ý, là mọi cái điều hành bay phụ thuộc rất nhiều vào phi công, và chiếc máy bay đó đã người phi công đã không nhìn rõ đường băng, cho nên là đã cho máy bay hạ cánh trước khi tới đường băng độ khoảng là mấy km, rơi xuống cánh đồng. Đấy là cái vụ ấy cũng tương đối là thảm khốc đối với hàng không dân dụng Việt Nam. Cái trường hợp thứ hai là xảy ra ở sân bay Phnom Penh. Thế thì cũng là tương đối thảm khốc liên quan đến cái máy bay do Liên Xô chế tạo. Thế thì nhìn lại ấy, thì cả trong một cái quá trình hàng mấy thập kỷ thực hiện các cái chuyến bay kể cả trong nước và quốc tế, nhưng mà hàng không Việt Nam chỉ vướng mỗi hai cái vụ ấy là đáng kể mà thôi. Đương nhiên có những cái vụ tai nạn khác nhỏ, ví dụ như máy bay ra va chạm với lại xe chở xăng dầu ở trên đường băng hay là vân vân, cái chuyện này là không kể. Nhưng mà tai nạn mà hàng không mà liên quan đến chết nhiều người thì tôi ghi nhận được chỉ có hai cái trường hợp như vậy. Như vậy là cái tỷ lệ ấy là rất nhỏ so với lại cái lưu lượng, cái lượng mà thực hiện các cái chuyến bay của hàng không dân dụng Việt Nam. Vậy cho nên trong tâm thức của tôi vẫn nghĩ rằng là hàng không Việt Nam là một hãng hàng không và loại an toàn nhất nhì trên thế giới chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà có một vấn đề thế này. Hiện nay trong quá trình mà chúng ta đang phát triển ngành hàng không dân dụng Việt Nam, chúng ta có nhiều tàu bay hơn, chúng ta lại cũng có nhiều hãng máy bay cạnh tranh hơn, đặc biệt là trong nước chúng ta cũng có các hãng máy bay tư nhân nữa cùng cạnh tranh với lại hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Cho nên ấy là cái sự quản lý của chúng ta có nhiều cái điều mà bất cập so với cái năng lực quản lý hiện nay. Chúng ta đã thấy rằng trong thời gian vừa qua có những trường hợp là máy bay hạ nhầm sân bay, đấy là do cái yếu tố con người. Hay là ví dụ như là có những cái trường hợp là máy bay một suýt nữa đâm nhau trên cùng một đường băng, một cái thì đang cất cánh và một cái chuẩn bị cất cánh, còn một cái thì coi như là một cái hạ cánh. Như vậy là rõ ràng là nếu mà không chấn chỉnh thật là nhanh chóng thì cái tai nạn ở phía trước có thể là sẽ không phải là ít như là thời gian qua chúng ta đã từng chứng kiến, mà cần phải chấn chỉnh thật nhanh. Nếu không ấy thì đặc biệt là cái hệ thống quản lý, điều hành, giáo dục về ý thức trách nhiệm của các cái phi công cũng như là điều hành sân bay cũng như là các cái kỹ thuật viên vân vân, thì nếu mà chúng ta không chấn chỉnh nhanh thì tai nạn phía trước là hoàn toàn có thể. Vâng, như vậy là với sự phát triển như vũ bão của ngành hàng không Việt Nam thì chúng ta cũng cần phải nâng cấp những cái gọi là quản lý, những cái cơ sở hạ tầng và ý thức của những người tham gia cái dịch vụ hàng không này. Và những cái vụ như việc hạ cánh nhầm sân bay được coi là một trong những vụ hy hữu nhất trên thế giới. Điều này cũng đã cảnh báo rằng là chúng ta cần phải chú ý, quan tâm sát sao hơn trong vấn đề quản lý hàng không để tránh xảy ra những cái vụ tai nạn thảm khốc. Cảm ơn ông đã tới tham dự chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo một thống kê chưa đầy đủ đối với những máy bay trên 14 ghế, thì từ đầu năm tới nay đã có khoảng 600
680 hành khách thiệt mạng vì loại hình vận chuyển này, một con số tăng vọt so với 168 nạn nhân vào năm 2013. Dù vẫn được các chuyên gia đánh giá là loại hình giao thông an toàn nhất hiện nay, nhưng tâm lý lo ngại vẫn đang bao trùm lên các hành khách sử dụng dịch vụ bay. Làm thế nào để củng cố niềm tin của hàng triệu hành khách trên thế giới? Câu trả lời phụ thuộc vào công tác điều tra tìm ra nguyên nhân tai nạn và phương hướng cải thiện độ an toàn của ngành hàng không thế giới. Đến đây thì chương trình Thế giới 7 ngày tuần này cũng xin được khép lại. Một lần nữa cảm ơn nhà báo Nguyễn Đại Phượng đã tới tham dự chương trình. Cảm ơn quý vị đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau.